Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng đến với những tin tức mới nhất về Nhã Phương và Trường Giang. Hậu chia tay, Ngọc Trinh bật khóc trải lòng về những giọt nước mắt và thời kỳ đen tối nhất cuộc đời. Chia sẻ về câu chuyện quá khứ, quãng thời gian đen tối nhất, Ngọc Trinh không tránh khỏi những phút yếu lòng. Tại một talk show mới đây nhất, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã có những trải lòng về những mệt mỏi trong cuộc sống, những câu chuyện quá khứ đen tối nhất. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí cho đến nay, Ngọc Trinh cho biết bản thân cô cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần bị cán nước chửi. Ngọc Trinh trải lòng, những ồn ào xung quanh tôi xuất hiện do mọi người quá tò mò và rất quan tâm đến tôi. Từ đó xuất hiện những tin đồn về tôi. Cũng tại bản thân tôi thích gì nói đó, thích gì mặc đó, luôn gây bất ngờ cho mọi người, nên luôn gặp thị phi, ồn ào. Trong cuộc sống này, tôi đã trải qua biết bao chuyện rồi. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần tôi bị cả nước chửi. Không phải tôi gồng lên trước mặt mọi người, nhưng tôi không còn bị tổn thương bởi những lời lẽ của người đời nữa. Nhắc đến khoảng thời gian đen tối nhất, Ngọc Trinh cho biết chính là bài phỏng vấn Không tiền cạp đất mà ăn thời điểm đó. Nữ hoàng nội y đã khóc rất nhiều. Thời kỳ đen tối nhất, mệt mỏi nhất của tôi là bài phỏng vấn Không tiền cạp đất mà ăn, bị kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của mình. Hồi đó tôi chưa được mạnh mẽ như bây giờ nên khóc nhiều lắm, khóc với người yêu, bạn bè. Ngọc Trinh nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc, kèm theo đó là dòng trạng thái được người đẹp chia sẻ cách đây không lâu. Ngọc Trinh viết: nhan sắc quyết định tất cả, ngôn tình chỉ đến với cô gái có nhan sắc. Thế nên đừng để bất thứ gì cản trở việc xinh đẹp của bạn. Được biết, triết lý trên không phải của chính chủ Ngọc Trinh mà là một châm ngôn sưu tập trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc đăng tải dòng trạng thái này khiến nữ hoàng nội y rơi vào thị phi, bài ca chân dài não ngắn được cư dân mạng lặp lại đối với cô. Ngọc Trinh tiết lộ sốc: mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Ngọc Trinh nói với Vũ Khắc Tiệp: kệ tôi nhé, đừng có mà ganh tị kiểu đấy. Mới đây, trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đăng tải một clip dài quay lại cảnh anh và Ngọc Trinh ngồi bàn kế hoạch cho kế hoạch bom tấn năm 2019. Ngọc Trinh nói: mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Mở đầu clip, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ rằng: tôi rất cảm ơn một khán giả đã nói một câu rất đúng ý tôi, là chỉ tốn một giây để đăng ký, nhưng tôi nhận lại cả bầu trời danh lam thắng cảnh, những nơi ở sang trọng, xa xỉ mà trước đó mình không hề biết. Cảm ơn Vũ Khắc Tiệp vì đã cống hiến. Ngọc Trinh thấy vậy liền tiết lộ: có một điều hôm nay tôi mới tiết lộ với mọi người là làm kênh YouTube du lịch cực kỳ tốn kém, nhất là theo kiểu của anh Tiệp. Tôi đi du lịch bụi kiểu trải nghiệm, không phải dạng sang chảnh luxury như anh Tiệp, mà mỗi lần đi cũng tốn 300 triệu. Mọi người nghĩ mà xem, mỗi lần đi du lịch châu Âu của anh Tiệp mang theo chụp hình, quay phim, flycam ở toàn chỗ đắt nhất rồi cả tiền vé máy bay các kiểu sẽ tốn như thế nào. Theo tôi, mỗi lần du lịch của Vũ Khắc Tiệp như thế phải tốn từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Như vậy mỗi chuyến du lịch của tôi 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Bởi vậy mọi người hãy ủng hộ anh Vũ Khắc Tiệp để anh ấy có hứng thú làm clip du lịch. Mỗi lần view thấp, anh Tiệp lại than khóc với tôi: em ơi, tập này view thấp quá, anh buồn quá. Tôi luôn động viên anh Tiệp là đừng có tâm lý như vậy, mình cứ làm, cứ cống hiến theo đam mê của mình. Rồi mọi người ủng hộ mình nhiều hơn. Sau này về già mình có cái để nhớ, để tự hào là cuộc đời mình có nhiều trải nghiệm, đi nhiều nơi đến vậy. Vũ Khắc Tiệp tiếp lời Ngọc Trinh: đúng như Ngọc Trinh nói, tốn kém thì tôi chịu được, nhưng view thấp sẽ khiến tôi buồn vì nghĩ rằng không biết sự cống hiến của mình có xứng đáng hay không. Nhân tập này tôi chân thành cảm ơn ekip của tôi từ tận trái tim vì đã cống hiến cùng tôi. Ngọc Trinh thì quá tuyệt vời, cô ấy đã gắn bó với tôi 15 năm qua. Nhiều người cứ nói với tôi đang xem có quảng cáo nên mất hứng không muốn xem nữa. Bây giờ không có quảng cáo tôi sống sao? Thấy Vũ Khắc Tiệp ghen tị, Ngọc Trinh nói: kệ tôi nhé, đừng có mà ghen tị kiểu đấy. Tiếp đó, Vũ Khắc Tiệp bày tỏ sự ghen tị của mình với Ngọc Trinh: nhiều khi tôi cũng phải tủi thân vì phải di chuyển, mất khá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, phải đi khắp thế giới để một tuần ra có một tập. Còn Ngọc Trinh quay có quanh căn nhà thôi, cũng ra mấy chục tập. Ngọc Trinh quay sang nói thẳng: kệ tôi nhé, đừng có ghen tị kiểu đấy, quan trọng là nội dung ra sao, mọi người thích là được. Cuối cùng, Vũ Khắc Tiệp giới thiệu về kế hoạch bom tấn.
Chuyến đi Dubai lần này là bom tấn cho năm 2019. Tập này có nhiều trò mạo hiểm để chúng tôi trải nghiệm. Ngọc Trinh thách thức. Bên đó có trò cảm giác mạnh, đứa nào không chơi làm con chó nhé. Vũ Khắc Tiệp đáp lại, chơi thì chơi, cùng lắm là chết. Lúc này đây, Ngọc Trinh bày tỏ tình cảm, chết thì có em chết chung. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.